chú ra ngồi xuống rồi nếu đứng thì sợ té rồi lắc mạnh lên, mạnh lên đó. Như vậy thì đâu có được lãnh tiền đâu, cố gắng lên. Hồi nãy mình có đi qua cầu đó đó, mình tưởng cái cầu cứng, mình lên cái nó rung rinh mình hết hồn, thôi là mình văng dưới rồi. Vui quá. À, có cái này là chơi cầu là cảm giác mạnh đó nha cô chú, vui dữ lắm. Nếu mà có tham gia thì khi nào có dịp đi ở chợ xưa đó thì lại đây làm lắc cầu. Đó là văng vui quá là vui. Tiếp tục khoảng đây là nhiều em bé chứ không nha. Rồi chúng tôi xanh đâu chứ không các bạn ơi. Rồi di chuyển xích xuống nè cưng. Trò chơi này vui quá. Một lần đến đây là tham gia trò chơi cho vui luôn cô chú anh chị các cháu ơi. Đây là chợ xưa. Em bé nó giữ đi, cân bằng quá hay nha. Tương lai là phi công lái máy bay rồi nha. Đó, phi công lái máy bay phải giữ cân bằng. Em bé giữ cân bằng quá. Tương lai là phi công lái máy bay luôn đó. Rồi, mạnh hơn chút nữa. Mạnh lên chút nữa. Siêu sao luôn. Mạnh lên luôn cho áo đen à. Ai mà cầm cự được thì là sẽ chiến thắng. Lắc mạnh lên chậm quá. Rồi chơi này đòi hỏi chúng ta phải có sự thăng bằng tuyệt đối thì mới giành chiến thắng được nha các bạn ơi. Không dùng sức mạnh nha, dùng sự thăng bằng thôi, giữ thăng bằng được là giành chiến thắng à. Muốn lấy giận nó lé không có chạy mà sợ. Rồi lắc cho nhanh đi, cảm giác mạnh chút coi. Mạnh đây, lắc mạnh coi. Lắc mạnh cho có cảm giác chút coi. Rồi quá rồi, chuẩn bị mạnh rồi. Mạnh lên, mạnh lên. À vui quá. Cháu mặc áo phao màu đỏ, màu cam là rất giỏi nha. Đó đó, đang vui đó, đời gian vui đó. Mạnh lên chút nữa rồi. Rồi gớm. Cứ xuống mình bơi ra ngoài. Rồi anh Tí Hon giành chiến thắng các bạn ơi. Nhỏ mà có võ nha các bạn. Rồi, chúc mừng bé Tí Hon. Kệ miễn cái gì có Mỹ được rồi. Rồi, anh được mà lửa trái đi. Quá giỏi luôn nha. Mẹ tay trái. Cháu này đi rất siêu sao luôn nha. Rồi, anh di chuyển tới đi, nó lắc lư nha. Cẩn thận nha, té nha. Rồi, quá khéo léo anh ơi. Rồi, chụp sợi dây đó đi. Rồi, anh ngồi xuống kéo rồng rập vô. Kéo sợi dây vô. Rồi, kéo sợi dây vô coi. À, cũng dùng thế quá ha. Dùng kỹ thuật quá ha, rồi đu qua bển hay gì đó. Rồi, bước một chân vô. Lắc rồi, qua bển đi. Lắc qua bển kìa, quá siêu sao luôn. Ồ, giỏi quá, giỏi quá. Vậy là mai mốt leo cây là rất siêu sao nha. Rồi, cái lưng anh dựa vô cái sợi dây. Rồi, cái lưng anh dựa sợi dây đây, cho giữ thăng bằng lại đây. Cái lưng anh dựa sợi dây coi, cái lưng anh dựa sợi dây cho giữ thăng bằng lại. Thì cứ đi té chừng nào hay chừng đấy. Rồi giữ thăng bằng lên đi, từ từ giữ thăng bằng lại cái hả.
rồi 2, 3 chạy một cái, 1, 3 chân sáu thẳng chạy nhanh rồi, để tốc độ coi chạy thiệt nhanh lên. 2, 3 rồi anh buông tay cho anh đi quá. Vậy là thôi thôi thông cảm nha cô chú anh chị các cháu, cái này thôi hồi hộp rồi không có chạy qua, để quận sau cháu này sẽ tốc hành chạy luôn. Kêu này anh mày kêu khác anh chơi cái nữa. Cháu này truyền rất hay, tuy gần cháu nhỏ mà cháu thăng bằng rất tốt nè. Cháu Vịnh, cháu truyền tiếp theo. Rồi lấy mấy cái thiền ca giác cho thiền thúng nó leo lên thôi đi. Gặp chú ban tổ chức này là vui lắm, vui lắm. Lúc nào gặp chú này cũng vui đó nghe cô chú. Lúc tới giờ nếu vậy lúc nào hết sớm nha. Đi chở chở chú không có đâu ăn nha. Chắc lợn nha. Đây. Vừa bánh lọt ngon nữa nè, mà nhìn xinh vậy nè, ai bắt lại đâu. Làm nha. Rồi dùng ly cho mát coi. Rồi dựng video lại chút. Phải lẹ mới được. Tranh thủ để tan chợ. Tan chợ thì không có còn hàng gì để mua. Đây mình cũng ăn ly bánh lọt nè cô chú ơi, mình thấy mà mùi thơm quá. Rồi vô đây ngồi đây dựng video lại chút nha cô chú. Đây. Đây. Đây nãy cháu cũng đem ly bánh lọt này đây, cháu đây đem ra nè, mình ăn thử thưởng thức thử là cái độ béo cũng cao mà như bánh lọt mát mát thơm.
có đậu xanh. Đã rồi có quen lại. Đây mình thấy có chú tại là đang mua đồ ăn nè cô chú. À, chú nước ngoài đang mua hào. Này ngon quá, cái này có thêm có thêm bắp trong này nên còn cái là nhỏ là tôm khô luôn, rồi thêm làm như có thịt nè gì đó, thịt bằm xúc xúc trứng gà nướng, cái này thơm quá ha. Mình đã mình đứng trên mình quay mà nghe thơm lắm nghe cô chú, quá ngon luôn. À chú về luôn kìa, hello yeah. À hay quá. Rồi Thanh Kiều. Quốc tế có chú khách nước ngoài qua đây đi chợ vui. À, đặng, là mình không biết ngôn ngữ. Giờ đặng chú thưởng thức. À, con bán 11 con học tiếng rồi đặng nói chuyện, nhiều khi có khách tháp quà nước ngoài nhiều á. Đặng cho nó biết, đặng nói chuyện cho nó vui vẻ. 11 hả? Lại mua tiếp cho con. À, biết thì hỏi chú ở đâu vậy đó. Không mà có bà xã Việt mà nói thì biết liền. Đây chú Sáu Cà Me đi vô tiếp theo nè chú. Đây mình thấy trứng cút nướng. Để kêu mới bán lên. Mình lon nhỏ này nhiêu tiền vậy hả? Nhỏ 10.000 còn lon 20. À cũng được ha, mua lon là bà con sử dụng rồi dài dài đi hết về quê mình để tham quan luôn. À vậy cũng được ha. Thôi chúc sức khỏe cho con ha. À, chú Sáu Kẹo Me. Chú Sáu Kẹo Me. Tại vì chú bán kẹo me đó, xong chú để vậy cho không đụng hàng luôn. Đi đặt không kịp luôn nè. Rồi, ngon quá. À, bóc tối lên ngon lắm nè. Cái hơi nóng á. Nè, là trong mỗi con hình như có xả trong giống hả ta? Cũng lên khối gì chưa nè. Mỗi con có xả trong giống hay gì ngon quá ta? Ngon quá. Bên đây cũng vậy đó nè. Là xả là trúng rồi đó, giống như trứng vịt mà dưới rau găm vậy đó nha cô chú, đặc biệt luôn. Mấy du khách đang ngồi trong đó ăn đó, ngon lắm luôn. Ốc ở đây cô cảm nhận thế nào? Ngon hả cô? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha, chúc gia đình đi chơi vui vẻ nha. Rồi ok.
Dạ đúng rồi. Đi xuống nè. Đi vô. Dạ. Không dễ phu hơn thố chạy. Thố nha. Quá đắt rồi, quá đắt. Rồi. Rồi. Có mấy cháu đang ăn nắp. Đây bên đây cũng con đó cũng đang dùng ốc ngon quá. Đây bánh lá mít nha cô chú, ở đây có mỗi bọc nước dừa nhỏ nhỏ luôn nè. Hồi nhỏ đó mình nhớ mình mẹ mình á làm bánh lá mít cho mình ăn lắm nè, mình thích ăn lắm, nó có cái độ dai dai và có nước dừa vô ăn rất ngon luôn. Chào cô. Bánh lá mít ngon quá ha cô. Cái này mình bán sao vậy cô? 2.000 miếng à, bự nhỏ vậy cũng bằng nhau hả? Đây miếng này bự, miếng mình đó hơi nhỏ. Rồi thôi chúc cô mua bán đắt tiếp theo hả cô. Dạ, cảm ơn cô nha. Đầy đủ. Đầy đủ hả? Chúc cô bán đất hàng nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cây đậu đen đây em. Đồ ngon quá. Ở đây cô có bánh bèo nữa nè, quá ngon luôn. Đậu phộng. Con me học dịch nhiều muối chi canh. Rất là ngon cô chú. Lấy rau ba ngoại em rau. Ăn gì? Dạ. Mình đây cũng nhiều quầy bán rất ngon nha. Không. Để vô. Hai vô cắt cho ăn đi nha. Nướng lại luôn nè cô chú. Đặc biệt là có mấy con chăm chan nữa kìa, ngon quá. Chăm chép. Chăm chép à, ở đây mình kêu chăm chép á, nhiều khi dưới Cần Thơ có kêu là chăm chan nữa đó. Cái này hình như con này, hình như cái con này đâu có cái cũng như cái lái cũng như bánh lái ha. Này có không? Ở cái con kia chan chan là nó có nhớ trên nó có cái đầu khúc lên nè, giống như cái bánh lái vậy đó. Ờ à, cờ đó, cờ đó. Ủa rồi tiền rớt một lần. Nắm tay. Cây 5.000 thôi. Cà na có cô này bán ngon quá nè cô chú. Dạ cà na đặc chú ơi. Nhất là có ớt ha, cà cà vô ngon quá. Dạ. Này cà na mình chắc mình làm. Dạ cà na làm nhà. Hơi chua hả cô? Vừa ăn ngon lắm chú. Hơi chua chua ha. Rau câu luôn. Câu dừa. Gà xếp thái. Câu dừa, câu giòn. Anh ơi, chả lụa. Tiền này bán sao chị? Bán được, là gai. Thì gai ha. Rồi qua tuần sau là vô Tết là bán đắt hàng luôn đó nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai chị, chúc hai chị sức khỏe luôn nha. Rồi mình cũng nghe vậy luôn. Đây. À, bên đây khách bà con đang lại ăn rất ngon luôn nè. Đâu đến đây đang giặt đây. Campuchia. À, Campuchia luôn hả? Ở mấy con ở Campuchia luôn. Quá rồi. Ở đâu vậy? Hồng Ngự. Ở Hồng Ngự ha, thành phố Hồng Ngự luôn ha. Dạ. Hôm nay chị qua đây mấy lần rồi? Campuchia.
Rồi chị cảm nhận cái quang cảnh với cái thức ăn ở đây nó làm sao? Ăn không nổi luôn. Rẻ quá ăn không nổi luôn hả? Ăn cũng được. Cũng ngon. Yeah. À, món đồng quê thì cũng ngon. Dạ. Yeah. Chứ không có gì. À, thích nhất là món gì? Cô thích nhất là gà. Giò gà nước. Gà hả? Chân gà nước nha. Chân gà nước. Rồi thịt kế bé là bún riêu. Bún cá. Bún riêu. Rồi bún cá. Rồi mình ăn mình thấy gì cái món nó hợp lý với giá cả không? Không hợp lý. Rẻ luôn hả chị? À, ăn không nổi luôn. Ta nói bỏ ra 100 ngàn ăn sạch cái chỗ này luôn á. Ăn sạch tiệm luôn á. Ăn sạch tiệm luôn á. Đây là nguyên đại gia đình. Đại gia đình quá trời quậy rồi. Rồi em chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Nhớ ăn ngon nha. Rồi bye bye đại gia đình. Bye bye em xin chạy nè. Bye bye. À, mấy mấy cháu nhỏ ngoan quá. Rồi có xuống chợ chưa chưa? Chưa. Sao đây xuống chợ chưa nha? Không. Dạ, từ sao xuống chợ chưa gặp. Rồi, có bao với cô. Đó, lên bến quê miền Tây. Bến quê miền Tây nha. Giờ đó đừng có lên. Lên như vậy chứ lên như vậy sao? Đây đại ca đây. Đây đại ca nè. Đây đại ca nè, dễ thương không? Ngoan quá. Ồ, đẹp trai quá. Chạy vô mua kia giao kia. Từng này thấy du khách thì sao anh? Mấy gái anh ơi. Thường cũng như mấy tuần trước ha. Cảm ơn anh trai nha. Chắc không có đó là chủ cái gì đây à, phía sau cái này là đi tết hay ô đi gà. Chị có dầu ở bên đây. Còn quên gì lắm vậy? Có quên gì đâu. Đó là mình dầu, dầu thôi, nó có hầm mình dầu thôi mà sợ dầu mới nó khá cái gì lắm. Đây nè, bây giờ nó rất là té này, không ăn liền nha. Đi. Đây có chú đang hoàng bàn bà đang đây là cô bán bún cua bún cá hộp vịt lợn cá luôn. Quay. Ngon quá nè cô chú, trứng vịt. Dạ, dạ, trứng vịt, giò heo luôn. Giò heo luôn, rất ngon nha. Dạ. Có đồn. Có đồn, nó đồn cho chút hết rồi đó. Rồi tí gì hết trơn rồi. Dạ, chút nó hết rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, chị dạ. Những tuần tới sẽ bán đất hàng hơn nha. Dạ, cảm ơn chú. Chắc chắn là chị ngày gần Tết rồi mà. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, dạ, bye bye. Bye bye. Rồi, cảm ơn cô luôn. Rồi, nói chung cô này là bà con bán nhiều sản phẩm mà chơi quê lắm. Bún. Rồi. Bún cua ngon quá luôn nè cô chú. Mình thấy có cua nổi lên ngon quá. Dạ cua ngon quá ha con.
Vậy có bằng 3 dĩ như vậy đó, 3 dĩ à. Cua chất lượng không, luôn. Thơm cua luôn, không thơm cua không lấy tiền. Thơm cua lắm cô nói đó, đặc biệt luôn. Này là cô bán ở chợ quê mình đó nghe, bữa thứ 1 thứ 7. Ngon luôn, bao ngon luôn. Cô có thể nói rõ hơn chợ quê mình địa chỉ luôn cô. Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Dạ đó là ở chợ quê đó nghe. Dạ dạ. Quê là bán đồ bình dân đó, bắt là địa chỉ điểm đèn. Dạ. Như bán đằng đó, cái mà bên đây có cô này lại mua ủng hộ. Ủng hộ cho cô liền rồi đó nghe. Ngon lắm nghe. Thấy cô ở trên nổi lên nè, quá ngon luôn. Rồi, cảm ơn cô hết cô. Rồi bên đây chiên bánh xèo luôn cô chú ơi. Bánh xèo bánh phọt luôn. Đây có cái mùng cái này luôn. Tiếu mì luôn thấy không? Tiếu mì luôn là 20k ha. Một tô là 20k cho cô chú. Tô là to đi mà. Con ăn bánh xèo bánh phọt kêu mấy chị ơi. Quá ngon. À, một tô có 20k rất ngon luôn. Bên đây là ăn đây tiếp theo thì chú ạ, bên đây có cô này đang nướng thịt nướng rất ngon luôn. Vì con không coi chừng em cho bạn không bán cho được. Rồi sao chở? Đồ mình này bán gỏi ngon quá cô chú ơi, gỏi thấy ta heo chung à, gỏi đồ đủ hả con? Đây rất ngon nghe, cái mùi thơm, cái mùi giấm thấy đặc trưng quá nghe cô chú, đặc biệt ta quá. Heo, ta heo ngâm giấm đường. Dạ ngâm giấm đường ngon quá. Này à, một dĩa cô bán có 15.000 bình dân quá, cũng đủ đủ khu bò nè. À, đặc biệt ha, cái này mình bỏ 2-3 sản phẩm vô hả con? Nhiều lắm, nhiều sản nhiều, phẩm. Nhiều, nhiều loại vô hết cho nó sẽ ngon hả con? Ừ. Hành phi. À. Phi, đậu phộng luôn. À, nhất là đậu phộng thơm lắm. Rồi nước, nước mắm cô làm sẵn rất ngon luôn. Rồi chút lỗ tai heo luôn nè. À, đặc biệt có thêm miếng ớt cay cay kìa. Rồi, rồi cảm ơn cô hả cô, chúc cô bán đắt tiếp theo hả cô. Này đây cháu nhỏ này có bán mắm nữa nè, một hũ có loại 100.000, cá linh là 80.000, cá chốt là 50.000, ngon quá. Cô bán trứng gà nướng luôn nè cô chú. Dạ, trứng gà nướng với nem nướng. Dạ, nem nướng hả con? Này nem nướng hả con? Dạ, nem nướng. À, ngon quá ha. Mỗi sâu này khoảng nhiêu tiền con? 10.000, này 5.000. Dạ, trứng gà 5.000, sâu nem nướng là 10.000. Dạ. À, hôm nay bán đỡ không con?
bán chậm quá. Dạ bữa nay làm như lễ hay gì đó bà con cũng không có đi đây nhiều á. Dạ. Như chia ra hai chỗ đó. Dạ dạ. Thôi ráng cố gắng tuần sau đó cô. Rồi chúc sức. Dạ chúc sức khỏe cô nha. Tuần sau cô bán đất nha. Trời trời đâu có vợ đâu. Bị ta gạt tụi tôi rẻ luôn đó. Này cháu bán ốc và cua luôn. Ốc ngon quá. Này có cua nha, cua nhỏ nó gan sẵn nè. Đây luôn. À, đang vô dĩa đó có bà con đang nói cháu đồng cháu bán đó, đang ra. Đó. Này trên đây thấy có me nè. Nó có cháu đó đang mua đó. Con kem hả? Rất ngon đó chú ạ. Bánh lọt, bánh ít. Bánh ít trần là chú ngon ha. Dạ. Nhìn thấy ở ngoài mà nhìn vô thấy ngon lắm nè. Dạ, bánh ăn thịt. Dạ. Thấy thịt. Trái cái đây mình thấy thịt trần luôn. Chú. À, chú đang quay video nè. Chưa có thấy được. Để quay đặng cho bà con biết chợ mình mai mốt bà con đi nhiều một chút đặng nữa dễ bán. Rồi, cảm ơn cháu ha. Chúc cháu cố gắng khỏe và mua mai bán đất tiếp theo. Mày vô, mày vô. À, có chú này ngoài vô vui quá rồi kìa. Khoai chiên tôm. À, khoai ngon quá ha. Khoai chiên tôm. Ừ, đây gỏi tép. Dạ, gỏi tép. Mỗi miếng khoai chiên tôm này khoảng nhiêu tiền vậy chú? 10.000 hả chú? À, cũng được quá ha. Mình mua 4-5 miếng là dùng khỏe rồi. À, cái này có ốc. Xài hay gì vậy chú? Không, cái này xả. Ốc xả. Lục lục nó dừa. Xả chú sắc kỹ thuật quá ha. Nên nhìn nấu ẩu không nhận ra xả đó nha. Hay quá, chú sáng tạo hay quá. Đó, ốc giòn lắm. Cái này mình bán ký hay gì chú? Không, cái này mình bán hoàng một phần một dĩa gì là 20.000. Dạ, một phần 20.000 ha. Dạ, cũng bình dân ha chú. Bình dân. Dạ. Rồi chúc chú tuần sau bán đắt hơn á chú. Tuần này chắc hơi vắng ha chú. Này hơi vắng. Tại vì tuần này trùng với bà con đi cúng lại hay gì đó. Rồi với hai nữa mình phải rồi khai chắc. Dạ. Rồi bắt đầu chia ra làm hai rồi. Lễ thầy vậy nè. Dạ, lễ thầy nữa rồi đang đi bên đó mệt rồi đâu có đi qua đây nữa đâu. Thôi đợt này bán rồi chúc chú vui vẻ được tuần sau bán đất hàng. Này là trứng vịt nữa là của chú. Đây có tàu hũ nướng rất ngon nè cô chú. Ồ, quá ngon luôn ha. Dạ. Tàu hũ mà thơm lắm. Dạ. Này hình như đặc biệt nguyên chất. Có nghe mùi thơm có này ớt xả nữa nè. Dạ. Mai lùa tú cái trong điện thoại còn thơm. Ồ quá ngon luôn ha. Dạ. Vậy là cô chú mai mốt có đi chợ quê ghé. Dạ. Ghé đây ủng hộ tàu hũ nướng của cô này nha. 19 tháng Mai. Dạ. Quầy gì? Quầy cô chính. Đây để đây coi phải đây chung không? Đây là thương hiệu là tàu hũ nướng 5K một miếng nước chấm thần thánh. À hay quá, nước chấm thần thánh nè chú. Là ngon đặc biệt đó, là khó tìm ra lắm đó nha. Rồi ớt ngào đường 20K một hộp. Một hũ nha. Ăn hũ này là 20K. Dạ cái hũ nó 15K. 15K. 20 hết hả? Rồi quá ngon luôn nè chú. Ờ, bữa nào có đi ở chợ quê mình một lần mua ủng hộ cho cô để trải nghiệm luôn nha cô chú. Dạ. Về đặng mình nếu ngon thì mình giới thiệu cho nhiều người đến đây cùng mua. Dạ. Giúp hỗ trợ cho cô luôn. Tên chú Sáu Kẹo Me. Kẹo Me. Đúng rồi, Kẹo Me nè, mình bán luôn đó.
Rồi ở đây chưa có ai bán kẹo me nè, mai mốt có thể lấy kẹo me bán luôn em. Chú Sáu kẹo me. Đúng rồi, chú Sáu kẹo me chua chua nhiều khi người ta cũng thích đó nghe. Dạ, đúng rồi. Tại vì chưa đụng hàng đó, tại thấy hình như quay không thấy. Không có, còn có kẹo tốt. Rồi. Vậy chúc cô vui vẻ và tuần sau bán đắt hơn ha con. Rồi. Rồi, bye bye. Kẹo me đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Tên là chú Sáu mà như là kẹo me, là kẹo me đó. Tại mình bán kẹo me lâu rồi đó, mình để vậy luôn. Rồi về nhà mai. Ờ mai đó. Về mình coi mình sửa được. Sửa lại rồi có thể ăn lên. Dạ, để coi nó. Anh ăn không em ăn. Thôi thôi thôi. Thôi thôi. Để bán đi. Rồi thôi bán được rồi. Để cơ bản là quay video dùm là được rồi. Dạ. Rồi chúc sức khỏe ha. Dạ, cho dạ. Cô ha. Dạ, rồi không phải tuần sau mà vĩnh viễn chợ quê mình nếu có là cô sẽ bán đắt hoài luôn. Dạ, dạ, dạ. Rồi sẽ mở rộng bà con có xem video dạ. Nè. Rồi dạ. Thấy những món ăn như thế này rồi bà con dạ. Mới mốt đi thử ở đây đó, đi chợ quê mua thử của cô. Dạ. Ăn được cái giới thiệu nhiều hơn. Dạ, dạ. Rồi. Không mà bạn của em gọi là tôi sẽ ăn luôn nữa. Vậy ha. Dạ. Cái này là mình sản phẩm chay luôn hả cô? Em làm chay không? À vậy cũng tiện dạ. Quá ha. Để em lấy cho anh ăn đi ha. Tính ra vậy là cũng có cái tâm cũng dạ. Cũng có một phần bên đạo đó nên thấy cô là chuyên môn bán chay nè. À cũng để được ha. À cái này mình làm miếng này mình cũng suy nghĩ nè, cái này tự cô suy nghĩ là gì cô? Miếng lục bình nè, miếng lá lục bình nè. À, tự em suy nghĩ. Hay quá ta. Cô sáng tạo quá ta. Có nhiều cái bà con mình đi bình thường chứ nghiên cứu với sáng tạo nhiều cái hay lắm à. Dạ. Mà trước mắt là thấy miếng lục bình là hay nè, cái này là sản phẩm thiên nhiên nè, không dạ. Độc hại luôn. Dạ. Dạ. Quá em hay làm luôn. Nhà em không có pha chế gì hết. Tại lục anh bình. Ăn liền không anh? Thôi. Anh ăn liền không? Không không. Anh đang đi dạp phải không? Đây đúng như đi vòng vòng quán cà phê nè. À vòng vòng anh ăn phải không? Rồi rồi. Dạ. Nè cô cũng tặng cho mình một miếng nè, có hồi nãy dạ. có thằng cháu đi theo ấm nãy đó. Dạ vậy đó hả? Dạ, đi hai chú cháu rồi đó. Dạ. Rồi quay trước quay sau, nhiều khi quay chung thì nói chuyện lợp thì nhiều khi nó trùng lặp. Dạ, với chú anh là mãi lắm hả? À, chú ốm ốm nãy đó, chú ốm ốm. Ốm là quay nãy đúng không? Đúng rồi, ốm thì... Là cái gì nè, cái clip gì chắc? À, bến bến quê miền Tây bữa nay vlog gì đó. Rồi, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh nói với đi chung phải không? Là chú Sáu Kiều Me. Dạ. Điên dữ. Rồi ấy rồi, trả tiền hay gì đi? Dạ, không, không anh ạ. Rồi, được quá nè, mai mốt cô chú anh chị có xem video này với các cháu đó. Cô này cũng tốt quá nè, rồi lại đây em hộ tàu hủ nướng cho cô luôn nha. Nói chung mấy chú mà đi quay là không có lấy tiền. Dạ. Với nhiều sau này bà con ai cũng biết cái chợ quê mình nhiều khi coi 100 người cũng có người đi. Vậy đó, nó cũng đỡ. Không, em bắt được. Dạ, cô cũng. Mà trong ấy coi video nhiều đó, cái bà con biết đó, mai mốt bà con đi tiếp. Nước ngoài gì về phép ấy về thăm nước nhà gì cũng bắt đầu cái cũng thấy cái từ từ cái đi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi mình nói địa chỉ luôn vô đây luôn. Dạ. Em ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đó, cô chú mới móc có đi chợ quê thì ghé đây. Dạ, cô chú có đi ngang đây ghé ủng hộ nghe cô chú. Rồi. Ủng hộ tàu hủ nướng. Vậy nghe cô chú. Dạ. Rồi, chúc cho cô với cháu có sức khỏe dồi dào và mua bán đất tiếp theo ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô chú. Dạ, chào. Rồi chú Sáu Kiều Me cũng xin tạm dừng video. Cuối lời chúc cô chú anh chị luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào cô chú bác và các cháu.